Thẩm vấn Hoàng Kim Loan do tôi trích đọc trong Biến động miền Trung của tác giả Liên Thành. Xin mời bà con mình cùng nghe. Nhà an toàn, danh từ hơi khó hiểu và mập mờ. Nếu không ở trong giới tình báo thì ít người được nghe và biết đến. Hầu như không có một cơ quan tình báo nào không có nhà an toàn. Đó là một trong những căn nhà được thuê mướn, nằm trong khu nhà cửa đông đúc của dân chúng hoặc công thự của cơ quan, ít ai để ý và địch khó phát giác. Nhà an toàn là nơi tiếp xúc với các nguồn tin, tiếp xúc các nhân viên của cơ quan đang hoạt động trong hàng ngũ địch, để thẩm vấn những nhân vật quan trọng của địch mà cơ quan bắt được, hầu bảo vệ tính mạng cho chính đương sự và bảo mật các tin tức quan trọng không bị tiết lộ ra ngoài. Trong vài trường hợp các nhân vật này chịu hợp tác, họ được bí mật tung ngược trở lại hàng ngũ địch, vân vân. Bây giờ là giai đoạn khó khăn và cam go nhất. Bắt được Hoàng Kim Loan đã là chuyện khó, nhưng muốn hắn nói thành thật những gì mình muốn biết lại là chuyện khó khăn bội phần. Nhiều người thường có ý nghĩ thẩm vấn thường đi kèm với bạo lực. Đó là một ý tưởng hết sức sai lầm. Nếu thẩm vấn đi kèm với bạo lực, sẽ đồng nghĩa với thiếu khả năng đầu hàng đối tượng và càng kích động lòng trung kiên của đối tượng mà thôi. Kết quả thâu lộng được sẽ là số 0. Vì thế, một thẩm vấn viên giỏi cần phải trầm tĩnh, luôn luôn chế ngự được sự nóng giận do đối phương khiêu khích trong mọi tình huống. Hiểu biết thật rộng rãi về hệ thống tổ chức, địa bàn hoạt động, đối tượng móc nối, kết nạp và các nhân vật trong tổ chức của địch. Nếu không, rất dễ dàng bị đối tượng mang khai, cung cấp những tin tức sai lạc khó phân tích và hậu quả hết sức tai hại. Tỉnh ủy Thừa Thiên và Thành ủy Huế là hai đối tượng và mục tiêu mà chúng tôi phải đương đầu hàng ngày, nên chúng tôi nắm rất vững vàng về tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của họ và được cập nhật thường xuyên, ngay cả những thay đổi nhân sự trong nội bộ của địch. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, vài tuần là chúng tôi biết ngay. Nhưng đối với Tổng cục 2 Quân báo và Cục Tình báo Chiến lược, phải thành thật mà nhận rằng, hiểu biết của chúng tôi về hai cơ quan này rất hạn hẹp vì không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi, mà là của các cơ quan tình báo quân sự và dân sự cao cấp trong Chính phủ Việt Nam Cộng hòa tại Sài Gòn. Mọi hồ sơ liên quan đến hai cơ quan này hầu như không được phổ biến. Đây là điểm khó khăn chính trong khi thẩm vấn Hoàng Kim Loan. Cũng may tôi hỏi văn phòng cố vấn cảnh sát đặc biệt, được họ thuyết trình và cung cấp đầy đủ mọi tài liệu thật chi tiết về hai cơ quan Tổng cục 2 Quân báo và Cục Tình báo Chiến lược. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, vào lúc 10 giờ sáng, Đại quý Ân đón tôi ngay ngoài cửa nhà an toàn. Ân lắc đầu. Hey, miếng mồi khó nuốt thiệt. Tinh thần hắn còn giận lắm. Từ sáng sớm tới giờ, ngoại trừ bản khai lý lịch vắn tắt, hắn chẳng nói gì thêm, hắn muốn gặp anh. Ân đưa bản khai của hắn cho tôi xem. Trong phần gia cảnh hắn khai có vợ và hai con. Vợ và con gái hiện tại ở Hà Nội. Con trai hiện đang du học tại Liên Xô. Tôi bàn với Ân. Bây giờ à, mình vào gặp hắn, sau đó anh gọi máy thiếu quý Sỏ và trung quý Thông thay thế. Mình ra quán bún chị Sỏ ăn một tí gì, đói lắm rồi, vừa ăn vừa bàn kế hoạch đối phó. Tôi và Đại quý Ân bước vào nhà an toàn, căn nhà trang hoàng bình thường giống như mọi tư gia. Một giường nhỏ, một bàn ăn, một bộ salon nhỏ tiếp khách. Chỉ khác chăng là khắp nơi trong nhà đều có gắn những microphone cực nhỏ và hai chiếc máy thu âm tinh vi có thể thu âm 24/24 mà không cần thay băng. Hoàng Kim Loan đang ngồi, nét mặt trầm tư. Đối diện là một nhân viên thẩm vấn và hai nhân viên an ninh. Vừa thấy tôi, hắn đứng dậy. Tôi bắt tay hắn và hỏi ngay. Sao rồi Trung tá Loan, ông muốn gặp tôi? Dân! Tôi muốn gặp ông trưởng ty, tôi muốn trình bày với ông trưởng ty một vài việc. Thứ nhất, tôi quân hàm trung tá, vì vậy tôi yêu cầu ông chuyển tôi qua quy chế tù binh. Thứ hai, tôi là một đảng viên cộng sản cao cấp,
suốt đời phục vụ cho đảng, cho lý tưởng của tôi. Vì vậy mà ông trưởng ty sẽ không có một hy vọng nào để thẩm vấn, khai thác tin tức nơi tôi. Tôi sẽ giữ im lặng hoàn toàn. Muốn đánh, muốn đập, muốn bắn, muốn giết đó là quyền của ông trưởng ty. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Ông ngồi xuống đi, mình nói chuyện. Ông và tôi đều là nhà binh. Tôi hy vọng mình có thể nói chuyện thẳng thắn và thành thật với nhau. Mặc dù ông là lính miền Bắc, tôi là lính miền Nam. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi và đại quý ân. Thứ nhất, về yêu cầu của ông, muốn tôi chuyển ông qua quy chế tù binh. Ông và tôi đều là dân tình báo chuyên nghiệp. Hơn nữa, ông lại là một điệp viên bị bắt trong khi hoạt động. Mình đều biết rõ cả miền Bắc lẫn miền Nam làm gì có quy chế tù binh cho một điệp viên. Cho loại dân tình báo như ông và tôi, tình báo chỉ có luật giang hồ và chỉ đối xử với nhau bằng luật lệ đó. Có khác chăng một bên là tà phái, một bên là chánh phái. Ông đang được đối xử bằng luật lệ giang hồ của chánh phái. Hiện tại, ông không bị đưa vào nhà lao, không mặc áo tù, không ăn cơm tù, không bị ràng buộc bởi kỷ luật của nhà lao. Ông muốn ăn uống nghỉ ngơi, cà phê, thuốc lá bất cứ giờ nào ông muốn. Anh em ở đây đâu có ai cấm đoán ông đâu. Tôi nghĩ như vậy còn tốt hơn quy chế tù binh nhiều. Thật tình, tôi mù mờ không hiểu có quy chế tù binh cho những gián điệp bị bắt hay không. Phải gặp những chuyên viên của Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề tù binh để hỏi mới thông hiểu rõ ràng. Trở lại nói chuyện với Hoàng Kim Loan, tôi nói tiếp. Thứ hai, trong quyền hạn tôi có thể làm được là chuyển ông sang quy chế chiêu hồi. Nhưng chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc vào ông, vào thái độ hợp tác của ông. Thật tình tôi nói vậy để dụ hắn và cũng để dò xem tinh thần hắn ở mức độ nào, cho dù hắn có hợp tác đến đâu. Kết thúc tôi vẫn lôi hắn và đám giặc cỏ nhân dân anh hùng Thừa Thiên Huế của hắn ra tòa trả lời trước công lý về hành động man rợ của hắn, của cái đám giặc cỏ và của bọn Việt Cộng trong chính trị bộ Cộng sản miền Bắc về tội diệt chủng, tội bắn giết chôn sống trên 5.000 dân lành vô tội tại Huế vào Tết Mậu Thân năm 68, để chính hắn, Hoàng Kim Loan và đồng bọn phải trả lại cho 5.000 oan hùng tử sĩ món nợ mà chúng đã vay, đó là nợ oan, nợ ức, nợ xương, nợ máu, nợ bị trói tay bằng dây kẽm gai xô xuống hố sâu chôn sống, ghê rợn và kinh hồn đến độ. Vài tháng sau, khi tìm thấy những ngôi mộ tập thể trong những vùng cát khô, thi thể chưa bị hủy, đào lên một dòng máu tươi ứa ra nơi miệng người chết. Họ chết trong uất hận, trong nỗi sợ tột cùng, tóc tai dựng đứng, họ chết không yên lành, không mơ, như văn chương chữ nghĩa của Trịnh Công Sơn, nằm chết như mơ. Tôi trả lời tiếp câu thứ hai của Hoàng Kim Loan. Trung tá Loan, ông đã quá lầm nghĩ rằng khi rơi vào tay chúng tôi, ông sẽ bị chúng tôi dùng bạo lực hành hạ. Để mong lấy được một số tin tức nơi ông, miền Nam Việt Nam hay nói khác hơn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia pháp trị có luật pháp hẳn hoi. Luật pháp không cho phép chúng tôi hành hạ tù nhân. Tù nhân có quy chế của họ, từ vấn đề thực phẩm, y tế, thăm nuôi, sinh hoạt và được theo dõi, kiểm soát từ chính quyền Trung ương Sài Gòn. Và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế thường xuyên thăm viếng kiểm soát các trung tâm cải huấn. Hãy so sánh những người tù quốc gia được người Cộng sản các ông thả về, họ như những thây ma, bệnh hoạn suy nhược. Ngược lại, những đồng chí của ông được chúng tôi thả về, họ mập mạp, to béo, khỏe mạnh. Thời gian ở tù của họ chỉ là khoảng thời gian để họ bồi dưỡng sức khỏe, rồi khi được chúng tôi thả ra, họ lại tái hoạt động. Ông thấy đó, chế độ giam giữ tù nhân của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhân đạo gấp cả triệu lần những người Cộng sản các ông. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Hơn nữa, thế hệ chúng tôi, những người trẻ, chúng tôi rời bỏ sân trường, rời xa gia đình, xông vào cuộc chiến, cày vai và còng lưng chống đỡ cuộc xâm lăng của các ông từ miền Bắc, muốn đem cái chủ nghĩa cộng sản vô thần, tàn bạo, ác độc trùm lên 17 triệu dân miền Nam. Chúng tôi chiến đấu vì tự vệ và với tấm lòng trong sáng không hận thù. Như vậy thì không có lý gì khi bắt được ông, chúng tôi lại phải hành hạ bắn giết ông để làm cái gì. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn có bộ chiêu hồi. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng đón tiếp những người Cộng sản quay về với chúng tôi. Chúng tôi, hay nói rộng hơn là 17 triệu dân miền Nam, trong đó có hơn nửa triệu người dân Huế. Họ ghê tởm và kinh hoàng trước hành động bạo lực, bắn giết mà các ông
những người cộng sản đã tặng cho dân Huế vào năm Mậu Thân năm 68. Tôi không gửi trả lại ông những điều ông đã làm cho dân Huế trong những ngày đầu xuân năm 68. Không bao giờ, tin hay không là tùy ông. Kế tiếp, ông có quyền im lặng, tôi chẳng cần ông khai báo một lời nào. Chúng tôi đã khám phá hành tung của ông, đã biết rõ toàn bộ đám cơ sở nội ngoại thành của ông từ hơn 5 năm nay. Mọi mưu toan, kế hoạch của ông, của tỉnh ủy Thừa Thiên và thị ủy Huế, chúng tôi đã nắm thật rõ ràng và tường tận từng chi tiết một. Vì vậy mà ngày hôm nay, ông bị bắt và đám cơ sở nội ngoại thành của ông hiện đang lần lượt bị lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế bắt giữ. Cuộc hành quân chống lại kế hoạch tổng nổi dậy của ông và các đám nhân dân anh hùng Thừa Thiên Huế hiện giờ này đang tiếp diễn. Như thế ông hiểu cho rằng tôi chẳng cần thiết một lời khai báo hoặc tin tức nào của ông cả. Điều tôi muốn không phải là tin tức quân sự hoặc tình báo mà ông biết, mà là sự hợp tác của ông và mong ông trở về với chúng tôi. Như ông đã biết và nhớ rõ, những đồng chí và đồng đội của ông trong cơ quan Cục Quân báo, Cục Tình báo Chiến lược trước đây đã bị bắt và sau đó đã trở về với chúng tôi, như anh Lê Đình Khôi, anh Lê Văn Lự. Ông biết hai người đó hiện giờ ở đâu và giữ chức vụ gì trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không? Anh Lê Đình Khôi là chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia vùng 1, tức là người chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc biệt vùng 1. Anh Lê Văn Lự là giám đốc trường tình báo cảnh sát quốc gia vùng 1 chiến thuật. Hoàng Kim Loan nhìn tôi trả lời, đó là những kẻ phản bội. Trung tá Loan, ông lầm rồi, thế hệ của ông và của hai anh đó là những người yêu nước thật sự. Nhưng bị ông Hồ phỉnh gạt, đưa ông và họ vào con đường cộng sản vô luân tàn bạo và bần cùng hóa cả một dân tộc. Hai người đồng chí của anh đã sớm thấy là mình đi lạc đường, nên trở về với những người quốc gia, tại sao gọi là phản bội. Những gì ông cần gặp tôi đã nói xong. Tôi đã đọc bản viết tay về lý lịch và gia cảnh do chính ông viết. Tôi cảm ơn và hoàn trả lại ông vì chẳng có một tí giá trị nào cả. Vì chúng tôi đã biết từ lâu lắm rồi, nhất là gia cảnh. Ông có vợ, vợ và con gái hiện tại ở Hà Nội, con trai ông đang tu nghiệp tại Liên Xô. Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy lại cho hắn và nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn ngại ngùng đưa tay đón mảnh giấy. Tôi biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Tên đại quý ngụy này khó nói láo với hắn quá. Trung tá Loan, ông suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa nói với ông và bất cứ lúc nào cần gặp tôi. Ông cứ nói với anh em ở đây, tôi sẽ đến gặp ông ngay. Tôi và ân rời khỏi nhà an toàn ra quán bún bò chị Sỏ. Hai anh em ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi bàn với ân. Anh thấy đó, tôi đấu khẩu với hắn gần cả tiếng đồng hồ, tinh thần hắn cứng ngắc. Việc đầu tiên là mình phải đánh gục tinh thần hắn trước. Mặc dù hắn là người cộng sản, nhưng hoạt động lâu trong vùng quốc gia nên còn có chút nhân tính. Hắn còn tình cảm gia đình, muốn bảo vệ vợ con. Vì thế trước tiên mình đánh vào yếu điểm này trước. Như vậy anh sẽ phải làm như thế này, thế này. Việc thứ hai là mình sẽ liên lạc với anh Lê Đình Khôi hoặc anh Lữ, nhờ họ ra thăm hắn với tình đồng chí cũ và tình đồng đội trong đơn vị quân báo và cụm tình báo chiến lược. Việc thứ ba là anh sắp xếp cho hắn thấy mặt những cơ sở quan trọng của hắn dự bị mình bắt trong chiến dịch Bình Minh. Việc thứ tư là anh sắp xếp và cùng với Trung Quý Thông, trung tâm trưởng trung tâm thẩm vấn tuyển lựa khoảng 15 nhân viên thẩm vấn có kinh nghiệm và thật giỏi. Thay phiên nhau thẩm vấn hắn 24/24, mình dùng chiến thuật xa luân chiến. Ngoài trừ giờ ăn, cứ hỏi hắn liên tục, bất cứ chuyện gì, miễn sao làm cho hắn mỏi mệt, tinh thần xuống thấp. Khi đó anh và tôi nhảy vào phần chính, đồng ý không? Ân khen tôi giỏi, tính kế nhanh, tôi cười. Giỏi lâu rồi, bây giờ anh mới khen. Không giỏi thì làm sao? Mới Trung Quý đã làm trưởng ty cảnh sát, mấy năm rồi bây giờ vẫn còn đại quý. Hai anh em cùng cười. Ân về thẳng trại giam và trung tâm thẩm vấn lo công việc vì số hạ tầng cơ sở Việt Cộng bị giữ trong chiến dịch Bình Minh từ các quận chuyển về mỗi giờ, mỗi đông. Phần tôi đi gặp Đại tá tỉnh trưởng Tôn Thất Khiên trình bày kết quả sơ khởi của cuộc hành quân và nhờ ông xin phương tiện có Bộ Tư lệnh Tiền phương quân đoàn 1 chuẩn bị di chuyển số tù cộng sản trong trung tâm cải huấn và số hạ tầng cơ sở Việt Cộng vừa mới bắt giữ sáng nay đi Công Sơn, càng sớm càng tốt. 12:30 khuya ngày 7 tháng 5 năm 72, Đại quý Ân theo kế hoạch cho di chuyển tạm thời Hoàng Kim Loan sang một nhà an toàn khác, để sáng mai tôi diễn phần 1,
đoạn tuần hát ly kỳ hấp dẫn cho Hoàng Kim Loan thưởng thức. 3 giờ 15 chiều ngày 7 tháng 5 năm 72, tôi đến nhà An Toàn tạm thời, vừa gặp Hoàng Kim Loan tôi nói ngay: "Xin lỗi, làm ông mất ngủ hồi đêm, nhưng vì nhu cầu an ninh tôi chuyển ông sang đây, tối nay ông về lại nhà cũ." "Tôi là tù nhân của ông Ty, ông đưa tôi đi đâu làm gì thì đó là quyền của ông Ty, hà tất ông Ty phải xin lỗi." Trung tá Loan, ngày hôm qua khi đọc bản lý lịch của ông, đoạn về gia cảnh ông có cho biết là bà nhà và cô con gái hiện đang ở Hà Nội, cậu con trai hiện đang tu nghiệp ở Liên Xô. Ông có thư từ liên lạc với gia đình không? Từ bao lâu rồi trước ngày ông bị bắt? Cũng từ lâu rồi, tôi không nhận được thư từ của họ, nhưng tôi nghĩ họ vẫn bình thường, sống ở ngoại thành Hà Nội. Và con trai tôi vẫn còn tu nghiệp tại Liên Xô. Có lẽ đến năm tới mới xong. Hoàng Kim Loan trả lời câu hỏi của tôi trong phong cách bình thường. Giọng nói hắn chậm rãi, tôi cười nhẹ nhìn hắn. "Chiều này tôi đến gặp ông là muốn đem đến tặng ông món quà." Tôi xoay qua ân, "Cho đem quà vào đi." Cánh cửa lớn bật mở, một người đàn bà bước vào và theo sau là một người đàn ông mặc quân phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại quý, bên vai mang phù hiệu binh chủng thiết giáp. Vừa thấy hai người đó, Hoàng Kim Loan sững sờ bất động, mặt tái xanh. "Trung tá Loan, bà này ở ngoại thành Hà Nội vào thăm ông, và người này đang tu nghiệp ở Liên Xô về thăm ông." Người đàn bà đó chính là vợ của Hoàng Kim Loan, hiện đang trú ngụ tại xã Phong An, quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, khoảng chừng 50 tuổi, dáng dấp hiền lành, mặt mày phúc hậu. Người kia là con trai độc nhất của Hoàng Kim Loan, đang phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị thiết giáp cấp bậc đại quý. Hoàng Kim Loan che giấu vì sợ liên lụy đến vợ con, đó là một trong những yếu điểm của hắn mà tôi đã đánh trúng, và cũng là khuyết điểm của cơ quan tình báo Việt Cộng, đã để cho một cán bộ hoạt động trong vùng địch quá lâu. Trong phút chốc bàng hoàng, cả ba người đều xúc động, đứng yên không nói được với nhau một lời nào. Bỗng chốc đôi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của người đàn bà. Không hiểu những giọt nước mắt đó vì xúc động khi gặp lại chồng trong nghịch cảnh, hay chính là những giọt nước mắt vì lo sợ cho chồng con và bản thân mình. Tôi là đạo diễn và là diễn viên trong màn bi kịch này cũng không tránh khỏi nỗi xúc động, nhưng biết làm sao hơn, vì bổn phận và trách nhiệm, vì sự an nguy mất còn cổ huế trong giờ phút quyết liệt. Thật tình trong lòng không muốn tạo dựng ra cảnh bi thương này. Tôi nói với vợ Hoàng Kim Loan: "Chị lau nước mắt đi, đừng có sợ. Chị và ông đại quý không có tội tình gì cả. Chị và ông đại quý không có một liên hệ nào trong công việc của Trung tá Loan. Luật pháp Việt Nam Cộng Hòa đặt những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, nhưng không có một chữ nào quy tội vợ con những người cộng sản, ngoại trừ những người đó có liên hệ tiếp tay hoạt động cho cộng sản. Trong cuộc chiến tàn khốc và bi thảm này, điều nghịch lý là cả Bắc lẫn Nam đều có gia đình, thân nhân liên hệ, cha cộng sản, con quốc gia, anh quốc gia, em cộng sản. Như vậy thì quy tội họ hết sao?" Tôi quay qua nói với Hoàng Kim Loan: "Trung tá Loan, ông có một giờ để gặp gia đình, vợ con. Tôi buộc lòng phải để lại hai nhân viên giám thị vì không muốn ông dùng vợ con để thông tin ra ngoài. Trương đại quý, tôi mời ông đến đây trước là để ông có dịp gặp lại cha. Và kế tiếp tôi muốn ông nói rõ cho Trung tá Loan biết về tình hình chiến sự hiện đang diễn biến giữa ta và địch. Đừng thêm vào và cũng đừng bớt đi, để Trung tá Loan có một nhận định sáng suốt và thực tế có lợi cho bản thân ông ta và gia đình." Tôi xác nhận lại một lần nữa, ông vô tội, không có liên quan, vì không bị địch móc nối hoạt động. Tôi không bắt ông và cũng không báo cho ty an ninh quân đội chuyện này. Sau khi nói chuyện xong, ông có thể đưa mẹ ông về. Có một điều quan trọng cần nói rõ với ông là ông không được tiết lộ cuộc gặp gỡ này với bất kỳ một ai, vì chưa phải lúc. Bằng không, ông sẽ gặp rắc rối ngay, và tôi cũng nhờ ông chuyển lời với mẹ ông như vậy. Một giờ sau, tôi và ân trở vào. Hai nhân viên thẩm vấn cho biết họ chẳng nói gì ngoài chuyện gia đình. Tuy nhiên, Hoàng Kim Loan, hắn đưa chiếc đồng hồ Omega của hắn cho vợ, nói là đem bán đi để có tiền chi tiêu trong gia đình. Cả ba người bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn. Tôi nói với vợ Hoàng Kim Loan:
Bây giờ chị có thể về, sau này bất cứ lúc nào chị muốn thăm ông, gặp tôi hay đại quý ân. Tò mò túi áo có được 1.500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa, hiểu ý tôi, ân cũng đưa ra được 1.200. Tôi hỏi nhỏ ân, tiền nhậu phải không? Ôi thiên tường ba sĩ đế phải không? Ân cười, tôi cuộn tròn số bạc dúi vào tay chị ta. Chị cầm lấy, lần sau chúng tôi giúp chị nhiều hơn, chị giao lại chiếc đồng hồ cho ông, không cần thiết phải bán. Chị ta lúng túng nói nhỏ lời cảm ơn và giao lại chiếc đồng hồ cho Hoàng Kim Loan. Tôi và ân giúp chị ta một ít tiền xuất phát từ tấm lòng nhân hậu. Đối với một người đàn bà nghèo khó đang gặp khổ nạn, hoàn toàn không có ý lợi dụng hành động đó để mua chuộc Hoàng Kim Loan. Ân đưa vợ con Hoàng Kim Loan ra về. Tôi nói với Hoàng Kim Loan, Trung tá Loan, tôi cho ông gặp mặt vợ con để chứng minh một điều. Chúng tôi biết rõ và rất tường tận về ông, gia đình ông, về mọi hoạt động, mọi kế hoạch và cơ sở nội tuyến mà ông đã cài đặt. Xin ông chấm dứt trò chơi tung hỏa mù này. Ngày mai tôi sẽ cho ông xem những hình ảnh sinh hoạt của ông mà các toán theo dõi của chúng tôi đã chụp được, và nhất là những hình ảnh các cơ sở quan trọng và bí mật của ông hiện đã bị bắt và đang bị thẩm vấn tại trung tâm thẩm vấn. Tôi cũng muốn nói rõ thêm, lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không chơi trò hèn hạ, bắt vợ con của ông làm áp lực để ép ông. Trò chơi đó chỉ có những người Việt Cộng các ông dùng. Chúng tôi lực lượng cảnh sát quốc gia miền Nam Việt Nam không thèm dùng đến. Vì thế tôi xác nhận với ông là vợ con ông không bị bắt, không bị làm khó dễ. Họ an toàn, ông yên tâm. Từ giờ này trở đi, hợp tác và thành thật hay không là quyền của ông quyết định. Nếu không, ông sẽ phải đối đầu với 15 thẩm vấn viên của tôi. Họ sẽ nói chuyện với ông liên tục. Một điều quan trọng nữa, mọi lời khai của ông đều được kiểm chứng qua tin tức, tài liệu mà chúng tôi đã có sẵn. Và chúng tôi sẽ yêu cầu ông đo máy sự thật để kiểm chứng. Tôi để ông có thời giờ suy nghĩ. Mai tôi sẽ trở lại. Trở lại bộ chỉ huy, tôi họp bàn với đại quý ân, soạn thảo một số nhu cầu tin tức cần phối kiểm và cần biết để hướng dẫn cho các thẩm vấn viên. 1. Kế hoạch và lực lượng tổng nổi dậy của Việt Cộng tại Huế. 2. Lực lượng quân sự và kế hoạch tấn công Huế. 3. Sơ đồ trận liệt và lý lịch các nhân vật chủ chốt của quân khu, quân ủy Trị Thiên, tỉnh ủy, thị ủy Huế và các ban an ninh liên hệ. 4. Các cơ sở bí mật nằm trong chính quyền, cảnh sát quốc gia, quân đội, đảng phái, tôn giáo, học sinh, sinh viên, thương gia, tiểu thương và quần chúng vân vân. 5. Các đường dây giao liên, các trạm giao liên, cửa ngõ xâm nhập. 6. Tổ chức kênh tài tiếp tế. 7. Sơ đồ trận liệt, cách thức hoạt động móc nối, các cơ sở và những điệp viên của hai cơ quan tổng cục hai quân báo và cụm tình báo chiến lược hiện đang hoạt động tại Thừa Thiên Huế. Trong hai ngày kế tiếp 9 và 10 tháng 5 năm 72, Hoàng Kim Loan bắt đầu thấm mệt vì những loạt thẩm vấn lâu dài của 15 thẩm vấn viên. Đêm ngày 10 tháng 5 năm 72, hắn xin được nghỉ một đêm. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.